Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh du lịch An Tâm. Video này An Tâm Tour sẽ chia sẻ cho các bạn những khung cảnh tuyệt đẹp, bãi tắm và những địa điểm tham quan tại đảo Cát Bà. Mời các bạn đón xem. Vịnh Lan Hạ. Lan Hạ như một Hạ Long thu nhỏ với vô số hòn đảo nhỏ, có bãi cắt dưới chân núi đá. Du lịch Cát Bà, du khách đừng quên đi thuyền, ghé thăm bãi biển, đến làng chài khám phá cuộc sống của ngư dân trên biển. Đến với đảo Cát Bà, bạn không thể bỏ qua những hoạt động trải nghiệm thú vị tại đảo Cát Bà như chèo thuyền kayak, ngủ qua đêm trên du thuyền, lặn biển ngắm san hô. Bãi Cát Cò. Bãi tắm Cát Cò là một trong những địa điểm du lịch Cát Bà thu hút đông đảo khách tham quan. Bãi được chia làm 3 khu, xung quanh bao bọc bởi núi rừng. Bãi tắm Cát Cò một rộng và đẹp nhất, nằm vòng theo núi, quanh năm sóng vỗ, nước biển trong xanh, không khí trong lành. Bãi tắm Cát Cò 2 thì lại thanh bình hơn và mang chút gì đó huyền bí. Bãi tắm Cát Cò 3 mang sắc thái hiện đại, có nhiều sóng và sâu, thích hợp với những người thích bơi, lặn. Đảo Khỉ là một hòn đảo nhỏ nằm cách thị trấn Cát Bà 2 km. Nơi đây được gọi là đảo khỉ vì trên đảo có tới 20 con khỉ được thả tự do. Chúng rất tự nhiên với du khách, vì vậy nơi đây là một điểm đến hấp dẫn thu hút du khách. Trên đảo có rất nhiều cây dứa dại, nhìn rất ngon mắt nhưng lại không ăn được. Người dân thường lấy về ngâm nước uống hoặc phơi khô làm thuốc chữa bệnh. Ngoài ra còn có rất nhiều địa điểm và những hang động tuyệt đẹp chờ bạn khám phá như động Trung Trang, động Đá Hoa, di tích Cái Bèo, di tích nơi Bác Hồ về thăm làng cá. Bạn còn chần chờ gì mà không khám phá ngay quần đảo Cát Bà mang nhiều giá trị nổi bật về sinh thái? Hãy tham khảo một số tour Cát Bà của An Tâm Tour để sở hữu một chuyến đi hấp dẫn và trải nghiệm các hoạt động thú vị không thể bỏ qua. Liên hệ qua website antamtour.vn hoặc số điện thoại 0869 988 554 để được tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. We'll be right back.